Em tên là Nguyễn Thanh Dương, hiện công tác tại thi hành án dân sự quận 2. Năm nay em 29 tuổi. Còn em? Em năm nay 27 tuổi, em tên là Hoàng Thịnh. Em đang là giáo viên tại trung tâm chăm sóc dạy trẻ tự kỷ Dĩ An ạ. Vậy là hai bạn ở Bình Dương lên đây tham gia với chương trình hả? Dạ. Ồ, còn em là em làm ở quận 2. Rồi đi làm xong rồi tối về Bình Dương. Đúng rồi, đúng rồi chị. Làm sao mà hai bạn lại gặp nhau trong hai cái môi trường quá khác nhau như vậy? Bọn em gặp nhau là tình cờ thôi. Em học Anh Văn hơi yếu, nên là em đi tham gia cái lớp trung tâm Anh Văn của bên trường Nhân Văn, bên trường vợ đang học. Thế là gặp vợ cũng học cùng lớp luôn. Nên lúc đấy thì hai đứa là phân cùng một nhóm để thảo luận. Thì vợ có thảo luận nổi với vợ không? Hay là sau đó là vợ phải kèm? Vợ làm nhóm trưởng. Ấn tượng đầu tiên em thấy cô bé này là lại đồng hương, nhỏ nhỏ xinh xinh nên là em thích, em xin số điện thoại. À, có nghĩa là ấn tượng là nhờ xinh là... xinh, đồng hương. Còn em có ấn tượng gì với ông xã không? Không có ấn tượng gì về ông xã nhà em hết. Thứ nhất là không đạt được các cái tiêu chuẩn lúc của em. Thần tượng lúc đấy của em là Lee Min Ho. Nếu mà ở Lee Min Ho ở Hàn Quốc không được thì cũng phải cỡ Bình Minh ở Việt Nam. Vậy thì chắc chắn phải là em là người chủ động tỏ tình rồi phải không? Thời đầu thì cũng chưa biết nói yêu đương nhá. Tức là cũng đi chơi để hỏi thăm nhà cửa quê hương để học hành thôi. 6 tháng sau thì mua quà tặng cô ấy thì cũng có tỏ tình. Nhưng mà lúc đấy thì cũng không có tỏ tình rõ ràng như bây giờ. Thì em có yêu anh không thì không có. Tỏ tình sao? Tình... Anh ấy xuống, anh ấy rủ em đi uống nước. Xong rồi anh tặng quà cho em. Cái anh cũng không nói gì hết. Thì về nhà anh ấy mới nhắn tin ý là anh ấy yêu em. Cái em lỡ nhận quà rồi chứ. Rồi cái bảo em không lẽ rồi trả lại quà, cái bảo là em chưa nghĩ đến cái chuyện đấy. Từ chối tình cảm đúng không? Dạ. Chưa nghĩ đến. Chưa nghĩ xong đến. Bao giờ mới nghĩ đến? Cách về là 2 năm sau, lúc em ra trường em đi làm rồi. Vậy đó. Rồi, bây giờ thôi chuyển qua cái giai đoạn mà khi yêu đi. Thì cho hỏi nha, bạn gái em lúc đó có ghen? Bạn gái em thì không ghen. Chứ đàn bà con gái em ghen hết trơn á. Nhiều khi do chồng em đàng hoàng quá. Thứ nhất là em tin anh này lắm. Nên là em không có chuyện là ghen tuông bóng gió gì về cái bạn này. Có nghĩa là bạn này là khẳng định là từ lúc mà quen với em, từ lúc mà còn đi học á, là hoàn toàn bạn không có một người con gái nào khác kế bên à? Đúng không? Chắc vậy. Ô hay vậy chứ lại cứ chắc vậy là thế nào? Chắc là còn thời gian 2 năm đấy thì em lại không. Thời gian 2 năm đấy thì em cũng không nắm bắt được tình hình nào. Nói thực tâm nha, là khi mà em đã có vợ em rồi thì em gặp một người phụ nữ khác, em có xao xuyến không? Em có cảm thấy là em thích ngắm nhìn những người phụ nữ khác ngoài vợ em, hay là em chỉ có duy nhất một người vợ của mình thôi? Không thì thấy đẹp thì ai cũng nhìn. Nhưng mà nhìn xong thì thôi. Ôi trời ơi, em có chứng kiến chồng em nhìn một người nào khác ngoài em chưa? Có chị, nhìn nhiều người chứ. Trời ơi, coi phim. Ôi trời ơi, ngay luôn. Ngay rồi, ngay rồi. Cái mẫu mà. Cái mẫu là. Rồi, khui đi. Cuộc đời này không có cái người đàn ông nào mà nhìn phụ nữ đẹp mà không nhìn nữa. Thấy chưa? Thấy Hồng Vân gầy ghê chưa? Rồi em nói đi. Cái hôm đó đi sang bến Bạch Đằng chơi nhá. Đàng hoàng người lung linh lộng lẫy ngồi bên vậy nè. Cái có một cô mặc đầm cũng ngăn ngắn vậy đó mà xòe xòe vậy đó. Cái đi qua tự nhiên lấy tay hất vậy. Trời ơi. Trời ơi. Sụp đổ hình tượng luôn. Rồi sao? Trời ơi. Hất rồi. Rồi nói bắt xe buýt đi về luôn, không cần chờ nữa. Trời ơi. Sao đó là hất đó chắc tục tí lắm à. Trời ơi. Dám hất luôn á. Không phải hất mà tay người ta đi rồi, người ta đi xa xa rồi mà lấy tay bóp. Úi giời, cái kia vậy nè. À, có nghĩa là chọc. Vậy là chắc là chọc chọc bạn em đúng không? Không, phản xạ hoàn toàn bình thường, không phải chồng. Thông tin bây giờ nó đi đó. Em tức là cái cô đó đi rồi thì anh này mới là làm cái động tác dày đúng không? Dạ dạ. Ghê vậy nè. Mình cũng không hiểu tại sao mà giận 4-5 ngày sau mới sao giận? Giận kinh hoàng luôn. Ôi giời, chắc tóc cái váy cái chắc nhật thực toàn phần. Vậy có bao giờ em ấy váy vợ em như vậy chưa? Chưa. Ô, thế người ta ghen là đúng rồi. Váy người ta mặc đây không ấy lên đi ấy váy người khác. Rồi, các bạn quen nhau là bao lâu mới lấy nha? Bọn em quen nhau năm 4 tháng. Năm 4 tháng. Tức là cuộc sống của tụi em á, sau khi mà lấy nhau xong rồi, tụi em có trải qua những cái thời điểm mà nó khó khăn hay là nó gập ghềnh hay là nó trơn tru cho đến bây giờ? Cái thời gian hôn nhân ban đầu khó khăn nhất là lúc mà hai vợ chồng mới cưới, quyết định mua nhà. Mua nhà thì lúc đấy nợ nhiều mà.
vợ em thì lại mất việc. Lúc đó là đang có em bé không hay là chưa lúc đấy là chưa có. Đang có bầu. Đang có bầu thôi. Đang có bầu mà lại bị mất việc. Xong lúc đấy nó bực dọc trong người anh. Vợ thì đang mang thai nên là nhiều khi cũng không muốn chia sẻ nhiều. Em cứ ôm vô bản thân mình thôi. Nên là lâu ngày quá hôm qua nó bung nha. Bùng sao? Cãi nhau thôi. Lúc đó em có biết cái áp lực mà chồng em đang chịu không? Thực ra thì em là người là hiểu cái áp lực của anh ấy nhất. Nhưng mà khi cái thời điểm đấy thì lại không biết bao giờ chia sẻ hết, mà chỉ là khi mà đi áp lực như thế đấy thì em biết chứ, tại vì gánh nặng cơm áo gạo tiền của một gia đình nữa, mà lúc đấy thì cứ trong dâu đổ đầu tằm, em cứ bảo vậy đó. Lúc đấy thì do em cứ giấu ấy, không có chia sẻ với chồng những cái chuyện ở trong công việc của mình. Đến khi mà tình thế không thể cứu vãn được nữa đấy thì em mới bung ra ấy. Thì lúc đấy bắt đầu tỏ thái độ. Về bình thường thì về nhà thì cũng bình thường thôi, nhưng mà khi mà đi uống rượu về, rượu vào thì lời ra thì cứ làm tổn thương nhau rất là nhiều. Thật sự là bi kịch. Mà lúc em có bầu mấy tháng? Em có bầu cũng có 6-7 tháng rồi. 6-7 tháng rồi lúc đó là tụi em vượt qua như thế nào? Rất là căng thẳng. Cái đợt hai cái phá đó thì bắt đầu nhận lỗi lại. Xong cũng ngồi lại bàn bạc với nhau, bắt đầu lên kế hoạch dần dần. Ví dụ như là nợ của ai hoãn được thì mình sẽ hoãn. Xong bắt đầu dành dụm lại. Xong rồi khi mà con cứng cáp rồi thì gửi con cho bà đi làm. Bao lâu để vượt qua được cái thời điểm đó? 4-5 tháng. Cũng còn nhanh đó. Thường thì là cái cặp vợ chồng Son đến với chương trình này thì hầu như là bao giờ cũng nói là sau khi về thì luôn luôn mang theo sự may mắn. Thì tôi mong rằng là cặp vợ chồng của bạn cũng giống như các cặp vợ chồng khác đến với chương trình, thì sau khi về hy vọng là may mắn cứ tới ào. Chúc cho hai chồng bạn. Thôi bây giờ mình chuyển qua một cái câu chuyện khác. Ví dụ như bây giờ sau khi cưới về thì em có bất ngờ ở ông chồng của mình có những cái điểm xấu gì ông lộ ra? Sau khi cưới về thì mới lộ nguyên con người ra. Lộ nguyên hình đấy, đúng rồi, lộ nguyên hình. Lộ nguyên hình. Anh kể cơ. Trước đây thì khi mà đang yêu nhau ấy thì cũng thứ bảy chủ nhật thì hay sang phòng em ấy, cũng hay nấu nướng, rồi nói chung là nhìn cũng tươm tất gọn gàng lắm. Nhưng về nhà thì mới biết ra là một con người hoàn toàn. Ngày xưa là có con lừa. Ông hiếm ai xiên lắm em ơi. Ông người bên cạnh chị xiên lắm. Rồi sao nữa em? Anh ấy mê phim hành động Mỹ. Mê mà ngồi xem từ tối cho đến sáng mai cũng được. Người liên quan đến nghề nghiệp mà. Có nghĩa là cái máu ở trong người là và thích phim hành động, giống như chị là chị thích phim ma thôi. Cứ phim ma với kinh dị là chị coi. Rồi còn gì nữa không? Càng giảm suy diễn. Ví dụ? Suy diễn rất là nhiều thứ. Ví dụ như là những cái chuyện rất là nhỏ trong gia đình thôi, anh cũng có thể suy diễn rất là hay. Từ cái việc là em cho con ăn mà không may bỏ quên cái khăn ở trên bàn đi, thì anh ấy sẽ suy diễn là khi em đến trường em dạy các cháu là em vào làm việc thì sẽ để quên cái này, rồi em làm vào việc quên cái kia. Hoặc là cái điện thoại của em mà không may em bỏ quên ở nhà thì anh ấy sẽ suy diễn nào là em sẽ quên cái điện thoại như thế này thì sẽ phải giống như đi cày rồi quên mang trâu ấy, giống như là quên đi dạy thì quên mang giáo án vậy đó. Kiểu suy diễn như thế mà nhiều khi em thấy mình rất là bị tổn thương. Tại vì những cái chuyện rất là nhỏ, ví dụ như em không để ý chẳng hạn, hay là em không có cố tình làm như thế, nhưng mà cứ suy diễn ra nó rất là to chuyện, cái em cũng điền lên cái lễ quốc nhau. Điền lên là quất nhau. Cãi nhau. Tiếng địa phương của người ta có nhiều cái ngộ lắm. Mất là võ miệng ý. Có cái nào mà quất nhau mà đến nỗi mà bức dọc mà em phải ra khỏi nhà? Dạ có. Ủa cái đa trận nó như thế nào? Bình thường thì cho con ăn này lanh quanh ở xóm thôi. Đi đâu mãi em kiếm mãi, lấy xe máy sách kiếm lòng vòng mãi không thấy. Thế là bực mình rồi. Đâu thấy lò đấy thì về, thế em sạc cho một trận. Bé nhà em là rất là biếng ăn. Mà anh này đặc biệt là không cho, chưa bao giờ cho con ăn được một miếng nào hết. Mà hôm đó thì nó cũng mệt trong người ý. Thành ra em mang con ra cái mấy cái chỗ mà bán hủ tiếu này nọ ở bên ven đường ý. Tự nhiên thấy bố đi đón về. Cái hôm đó con ăn hết được bát với đang te bảo chứ bố ơi giỏi chưa này, ăn hết bát cơm rồi nè. Cái tự nhiên quốc một hồi vậy đó. Mà em thì xung quanh đấy là hàng xóm mà. Thì em mới bảo trời ơi có gì về nhà nói chứ sao tự nhiên thế này. Cái về nhà em điên quá thì em cũng cứ bảo đấy con anh đó, anh cho ăn đi rồi cái gì đấy để khỏi đi đâu hết, rồi cứ cãi lên cãi xuống. Điền qua thì nhét vali quần áo mẹ con tôi đi. Đi đâu? Đi ra khách sạn. Trời ơi. Ê, rồi. Thật đồng cảm ghê. Lo quá. Đi khách sạn gần nhà không hay là sao? Ban đầu là em định lên khu tập thể của trường. Nhưng mà trong mắt mọi người thì gia đình em nó
êm đềm lắm. Cái suy nghĩ đi suy nghĩ lại, bảo chứ thôi tội gì lên trường làm gì cho mọi người biết. Thôi tìm cái khách sạn nào đẹp đẹp rồi vô ở. Có khách sạn đẹp không? Có. Ở trong đó bao lâu rồi sao vô kể tiếp rồi vô khách sạn em vào cái khách sạn đấy rồi cái khách sạn đấy nó đẹp quá mà giường chiếu thì thấy cũng đẹp ngăn nắp lắm mà lại có tivi nữa. Cái mà ở nhà thì anh này lại không thích cho em xem những cái chương trình ví dụ game show. Cái vô đấy cái đàn chương trình đồ đại mỹ cái thích quá cái hết giận rồi cứ hai mẹ con cứ xem phim vậy thôi cứ miên man coi như quên sự chồng đấy. Xong rồi ông này ông cứ nhắn tin thì cũng chỉ trả lời lại yên tâm là đi vô chỗ này chỗ kia ở vậy đó yên tâm không cần phải suy nghĩ gì. Rồi xong sao? Xong rồi chiều mai đón con về chứ tội gì ở khách sạn mãi có tiền. Không để té cái rầm nữa. Rồi về chồng có cằn nhằn không hay là lúc đó là chồng sợ quá rồi? Bình thường, mày đòi đi nữa. Lần đó là lần đầu cũng là lần cuối hay là sau này mỗi lần dẫn lên đi khách sạn tiếp? Không, cái này là phải tùy thuộc vào cái bạn này. Thế còn Dương, vợ bạn có tật xấu gì? Vợ em thì nó đoạn tính, tức là làm đâu thì bỏ đó, tức là em hay nói nhiều. Thứ hai là nấu ăn thì dở. Không phải, chắc là vợ em nấu mà nêm theo kiểu mà nêm cho con ăn á, cho nên là đối với em là dở đúng không? Đồ ăn của con là em nấu hay chồng nấu? Dạ em nấu ạ. Đấy, cho nên là nêm đồ ăn cho con á, rồi quen cái nêm đó rồi. Không, từ nhưng chuyển qua mình là bắt đầu mình từ lúc mà lấy về cơ, lúc lấy về cơ. Trước đây thì em lên phòng ấy thì nấu ăn thì chỉ có một vài món thì mình không biết như thế nào. Mình bị lừa. Thứ hai thì trước đây thì gọn gàng lắm, lên phòng nào gọn gàng lắm, về nhà không kiểu em gái nó bảo em có hỏi rồi. Ô thế là coi như là hai bạn đều nhận ra nhau là coi như là đứa nào cũng bừa. Nếu như cho hai bạn mỗi người một cái điều ước và mong muốn cái người bạn đời mình thay đổi, vậy thì điều ước của em là gì? Mong cho vợ gọn gàng hơn thôi. Mong gọn gàng, ví dụ nấu ăn cái dở ra ăn cơm tiệm. Còn em tâm nguyện nữa là anh bớt nhậu lại và phải giữ gìn cái sức khỏe của mình ý. Em chỉ hỏi thiệt em nè, em nghe cái điều mà mong muốn của vợ em có xúc động không? Chứ chị là chị rất là xúc động đó. Tại vì nếu mà biểu ông Bụt bà Tiên mà cho một điều ước á, là cái điều ước vợ em là ước cho em chứ không phải ước cho vợ em đó. Em có xúc động không? Dạ có. Em làm được cái điều mong muốn. Cái này thì hạn chế thôi, em không thể bảo là bỏ được. Có thì hạn chế. Con gái mấy tuổi rồi? Con gái 2 tuổi. Đó, con gái mới có 2 tuổi thôi. Em 29 tuổi rồi. Cái người đàn ông á mà cái tuổi nào là bắt đầu xuống sức? Trên 35. Em 29 á, con em nhầm 6 năm nữa. 6 năm nữa thì con em mới có 8 tuổi thôi, nhỏ lắm. Chị cái quỹ thời gian của chị tính toán nhiều lắm, giống như con bé con của chị nên nó 8 tuổi. Chị ước là chị sống 10 năm nữa mà khỏe mạnh chút cho nó đủ 18 tuổi chị mới yên tâm. Mà còn em thì con em chỉ mới có 2 tuổi thôi, cho nên á em giữ sức khỏe cho em là một chuyện, em phải giữ sức khỏe cho con em. Cho nên khi mà vợ em ước cái điều đó chị rất là xúc động. Ước là ước cho em chứ không phải cho vợ em đâu. Đó thì chị mong rằng là em giữ cho em, giữ cho con em và giữ cho cái gia đình của em. Cảm ơn chị.